Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin tối tại SNews và sau đây sẽ là những tin tức chính có trong ngày. Hôm nay ngày 13 tháng 5 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Diễn viên Harry Lu lên tiếng xin lỗi về phát ngôn sai lệch với Việt Nam tại Đài Loan. Ông Đoàn Ngọc Hải bị sốt hơn 38 độ C và đang được đưa về để xét nghiệm Covid-19. Cựu người mẫu Trang Trần lên tiếng đáp trả cực gắt sau khi đại gia Phương Hằng cấm dàn nghệ sĩ đến Đại Nam, cùng nhiều tin tức khác đáng chú ý trong 24 giờ qua. Sau khi có một phát ngôn cho rằng ở Việt Nam rất tôn sùng chế độ mẫu hệ, thì nam diễn viên Harry Lu đã bị ném đá kịch liệt. Ngay sau đó anh đã lên tiếng xin lỗi, tuy nhiên lời xin lỗi này cũng không được nhiều người chấp nhận. Trên trang fanpage của mình, nam diễn viên Harry Lu đã lên tiếng xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi là Việt Nam theo chế độ mẫu hệ trước truyền thông Đài Loan. Nam diễn viên cho biết, "Hello, thật sự lời phát biểu ngày hôm kia đã sai. Ý mình muốn nói là người Việt tương đối coi trọng những ngày lễ liên quan đến phụ nữ và mình rất thích điều này, cũng hy vọng mọi người tặng cho mẹ mình một bó hoa hoặc một món quà." Mặc dù đã xin lỗi nhưng lời xin lỗi của Harry Lu ngay lập tức bị netizen Việt phản bác. Nhiều người còn gán mác cho anh chàng là lời xin lỗi vừa muộn màng và vừa giả chân. Nghe nhận được những bình luận như sau: "Cảm ơn một con người sinh ra và lớn lên tại Việt Nam và bây giờ quay lại đất nước Đài Loan của họ cho một buổi phỏng vấn, gàn nhất phát biểu với báo chí Đài Loan rằng Việt Nam theo chế độ mẫu hệ. Phải chăng anh chưa đủ nhập gia tùy tục? Hôm qua thấy mọi người chia sẻ mới biết anh này, giao lưu với fans mà đi nói Việt Nam là xã hội mẫu hệ, ngày lễ của mẹ không tặng hoa là sẽ có chuyện. Thiên nghĩ anh ơi, anh ở Đài Loan luôn đi, chứ chuyện nhập gia tùy tục là anh đã không làm nổi rồi, còn đòi kiếm tiền từ người Việt chúng tôi." Những phát biểu sai lệch trên của Harry Lu có thể khiến cộng đồng người Việt, đặc biệt là các cô dâu đang sinh sống tại Đài Loan bị hiểu nhầm và chịu rất nhiều thiệt thòi. Khi đang điều khiển xe ô tô đi qua địa bàn tỉnh Mường Lây để làm từ thiện, bất ngờ ông Đoàn Ngọc Hải đã bị sốt hơn 38 độ C. Ngay lập tức xe chuyên dụng đã chở ông đi xét nghiệm Covid-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lây Điện Biên cho biết, đơn vị vừa nhận được thông tin ông Đoàn Ngọc Hải bị sốt khi đang điều khiển xe ô tô đi làm từ thiện qua địa bàn. Vào chiều 13 tháng 5, ông Vũ Xuân Linh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lây Điện Biên cho biết, đơn vị mới nhận được thông tin ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, bị sốt khi đang điều khiển xe ô tô đi làm từ thiện qua địa bàn. Theo ông Linh, hiện ông Hải đã được đưa về Trung tâm Y tế thị xã Mường Lây. Qua kiểm tra, ông Hải bị sốt 38,5 độ C. Đồng thời, thị xã Mường Lây đã báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên và tỉnh chỉ đạo chuyển ông Đoàn Ngọc Hải về tỉnh để các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định, theo dõi cụ thể. Sau khi đại gia Phương Hằng có một tuyên bố là sẽ cấm tất cả dàn nghệ sĩ đến khu du lịch Đại Nam của bà để quay phim chụp ảnh, thì cựu người mẫu Trang Trần đã lên tiếng đáp trả cực kỳ gắt. Cựu người mẫu Trang Trần chính là nghệ sĩ chẳng ngại đáp trả cực căng trong cuộc khẩu chiến với đại gia Phương Hằng, vợ của Dũng Lò Vôi. Sau khi bà Phương Hằng cho biết sẽ cấm tất cả nghệ sĩ đến quay phim chụp ảnh ở khu du lịch Đại Nam do bà làm chủ, người mẫu Trang Trần đã livestream và có phản ứng vô cùng căng thẳng vào tối ngày 14 tháng 5. Không hề có kiêng nể hay e sợ, Trang Trần cho biết cô chưa từng đến Đại Nam và sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này vì cách nói cấm cửa của bà Phương Hằng rất khinh miệt và thiếu tôn trọng nghệ sĩ. Ngoài ra, Trang Trần còn nhắn nhủ đến dàn nghệ sĩ Việt, các ekip quay phim và tất tần tật những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật không nên đặt chân đến Đại Nam để giữ lòng tự trọng. Trên sóng livestream, Trang Trần cho biết, "Cấm cửa, vâng, của chị hết. Chị chơi một mình đi, mặc áo lông bào chơi một mình đi. Tất cả những ai biết người ta chửi mình mà vẫn đến du lịch thì chịu. Tôi chưa bao giờ vào đấy, chưa cần cấm người ta đã tẩy chay rồi. Đến sợ chị đóng cổng thành đánh người ta. Làm gì phải cấm, có mời cũng không đến đâu, chắc gì mời mà người ta đã đến." Phim mới, một trong những trang web phim lậu chai lì đã bị đánh sập rất nhiều lần. Và mới đây, sau một lần đánh sập gần nhất, trang này đã hồi sinh với cái tên vừa lạ vừa quen. Và trước đó, phiên bản mà nhiều người biết đến nhất đó chính là phim mới. Sau khi web này bị đánh sập, phim mới đã tái xuất lại với cái tên là phim mới 1 chữ Z. Và tiếp tục 2 chữ Z, 3 chữ Z sau khi bị đánh sập. Mới đây nhất, phiên bản thay thế chính thức sau khi phim mới 3 chữ Z cũng bị đánh sập, đó chính là Z phim mới. Vì sự gan lì trên, rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận như sau: "Chán, thêm chữ Z đằng sau thì giờ lại đảo lên đầu hay gì? Cái web này chính là định nghĩa của sự bất tử. Tấm gương nghị lực là đây chứ đâu, đánh đòn không biết đau. Đúng là ăn trên nồi cơm của người khác, người ta bỏ ra cả đống tiền để làm phim, còn đây chỉ nghĩ cách lách luật chẳng khác nào ăn cắp trắng trợn. Mọi người hãy cùng gạch mặt web này ra đi."
Và 7 năm trước, còn nhớ một chàng trai Ả Rập đẹp trai đến nỗi bị trục xuất khiến cho rất nhiều chị em điên đảo. Đến hiện tại, chàng trai ấy như thế nào? Hãy cùng Vest News tìm hiểu chi tiết. Vào 7 năm về trước, cư dân mạng Việt Nam từng được fan sục sôi khi ba chàng trai đến từ tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị cảnh sát Ả Rập Xê Út trục xuất khỏi nước này vì tội quá đẹp trai. Giải thích thêm, chính quyền cho biết họ lo sợ ba chàng trai này sẽ khiến cho nhiều người, nhất là chị em phụ nữ mê mẩn và gây ra những chuyện không hay, gây bất ổn trong an ninh. Ngay sau đó là thông tin này đã được đính chính lại là ba anh chàng chỉ bị đuổi khỏi lễ hội chứ không phải bị trục xuất khỏi biên giới. Cũng nhờ vậy mà tên tuổi của họ đã trở nên rất nổi tiếng và thu hút nhiều sự chú ý trên toàn cầu. Nhờ sự việc trên, anh chàng Omar, một trong ba chàng trai khi ấy là người mẫu tự do bỗng chốc đổi đời, nhận về vô số lời mời đóng quảng cáo, chụp mẫu và vụt sáng thành sao trong giới thời trang thế giới. Omar đã nhanh chóng được truyền thông gọi là người đàn ông Ả Rập đẹp nhất hành tinh. Và kể từ đó, sau 7 năm nổi tiếng ở độ tuổi 31, chàng trai đẹp nhất hành tinh năm nào đã có nhiều thay đổi đáng kể khiến nhiều người phải bất ngờ. Hiện tại, chàng trai Ả Rập thường xuyên chia sẻ hình ảnh thường ngày của mình. Với phong cách phương Tây hơn, nhiều người nhận xét hiện tại anh chàng không còn giữ được vẻ đẹp gây sao xuyến như xưa mà có phần chững chạc, già hơn. Tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến dịch Covid-19, dự báo thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng. Điểm tin tối ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.